để được học là cái trong cái chương trình ít nhất là các bạn sẽ có một cái học phần về truyền nhiễm, thì thầy sẽ gặp lại các bạn trong cái chương trình về lâm sàng đó. Thì mỗi cái bệnh học, phần bệnh học như vậy thì sẽ có phần có trình bày cái phần chẩn đoán và điều trị cụ thể cho các bạn nhé. Và một cái điều nữa thì những cái phần thầy giới thiệu ở trong đây nó liên quan đến cái một số cái có thể các bạn sẽ thấy trong cái thực hành trong trong lab, thì có thể ít bữa nữa các bạn sẽ được được học trong cái học phần thực hành nhé. Rồi cái thứ nhất là thu thập bảo quản bệnh phẩm. Thì như các bạn học những cái bài về dung sáng ha, tức là bài các cô đã dạy cho các bạn rồi. Thì bây giờ cái trong cái phần này chúng ta tổng hợp lại, chúng ta nhìn lại, tức là đối với dung sáng thì ở đường ruột như vậy thì cái vấn đề cái xét nghiệm như thế nào để cho tìm được dung sáng. Thì đầu tiên đó là cái phần thu thập bảo quản cái mẫu bệnh phẩm là phân nha. Các bạn làm quen với lại cái thuật ngữ là bệnh phẩm nha. Bệnh phẩm là các cái loại dịch tiết máu và các cái dịch tiết, các cái chất tiết từ người của chúng ta, từ con người của chúng ta, ví dụ máu rồi đàm, dịch não tủy, dịch màng bụng, dịch màng phổi vân vân, phân, nước tiểu vân vân. Thì những cái loại chất tiết, dịch tiết này tùy theo cái loại cái bệnh, tùy theo bệnh lý và tùy theo cái nguyên nhân gây ra bệnh, thì người ta sử dụng những cái bệnh phẩm này để xét nghiệm chẩn đoán các bạn nhé. Và trong nghiên cứu cũng vậy, người ta cũng dùng những cái bệnh phẩm như thế này. Thì các bạn biết những ngoài bệnh phẩm, đa phần các cái chất tiết từ cơ thể chúng ta đều có thể là cái bệnh phẩm cả các bạn nhé. Mồ hôi thì người ta không dùng, nước mắt thì người ta không dùng, nhưng mà nước bọt đấy là người ta vẫn dùng để xét nghiệm đấy nha các bạn. Tức là hiện tại thì cái nước bọt thì không phải là cái để dùng để chẩn đoán các bệnh ký sinh trùng. Tuy nhiên đó thì người ta đang nghiên cứu, các bạn thấy đó là đang nghiên cứu sử dụng cái nước bọt trong vấn đề chẩn đoán cái COVID đấy. Đây, các bạn thấy nha. Rồi chúng ta quay lại đối với lại cái bệnh phẩm mà sử dụng để chẩn đoán các bệnh ký sinh trùng á, thì sẽ có một số bệnh phẩm ít thôi, tức là thứ nhất là phân, thứ hai là máu, một số bệnh phẩm khác thì thầy sẽ trao đổi thêm với các bạn. Về mẫu phân đấy thì đa phần là để chẩn đoán các cái bệnh nhiễm chung sáng và các cái bệnh nhiễm cái đơn bào ở đường ruột các bạn nhé. Việc thu thập bảo quản cái mẫu bệnh phẩm phân này thì nó rất là quan trọng, tại vì nó quyết định cái việc là chẩn đoán được, xét nghiệm tìm ra được cái tác nhân mình mong muốn hay không. Đấy, nếu chúng ta lấy sai cách, bảo quản sai cách, xét nghiệm sai cách thì chúng ta sẽ không tìm được cái tác nhân mình mong muốn, dù rằng đó là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý của người bệnh nhé. Thu thập cái mẫu phân thì tốt nhất là trước ngày lấy mẫu. Nếu mà có điều kiện, bệnh nhân hướng dẫn được tốt hết á, thì trước ngày, một ngày trước khi lấy mẫu thì cần hướng dẫn người bệnh đó thì tránh ăn cái thức ăn mà nó có nhiều quả hay là nhiều dầu mỡ, hay là ăn các loại hạt quả nó có nhiều cái hạt nhỏ quá, ví dụ như thanh long các bạn, thì tránh bớt cái đó để tránh nó sẽ gây ra cái nhiễu cho cái mẫu phân khi mà làm xét nghiệm. Khi lấy mẫu đó thì cần chú ý là cái lọ mà lọ đựng phân đó cần khô và sạch nhé. Cái lọ này không cần vô trùng. Cái lọ mà để chứa phân để làm xét nghiệm tìm ký sinh trùng thì không cần vô trùng. Các bạn chỉ cần rửa sạch để khô. Và cái mẫu phân này đảm bảo là nó không lẫn với nước tiểu. Nhớ là lấy phân là khi lấy là dặn dò bệnh nhân không tiểu vào trong đó nha các bạn. Tại sau này các bạn bên y khoa đó thì các bạn phải tư vấn cho bệnh nhân của mình khi các bạn chỉ định cái xét nghiệm, lấy cái mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Còn đối với các bạn dược á, các bạn vẫn ứng dụng cho bản thân hoặc là cho người nhà của mình
tức là hướng dẫn khi mà có cái xét nghiệm như vậy. Cái lượng phân mà để xét nghiệm thì thường là nó cần rất là ít, là khoảng 10 gram, thì nó tương đương với lại khoảng một cái lượng bằng đầu cái ngón tay trỏ của các bạn, bằng đầu cái ngón thôi. Nó lớn hơn, nó bằng, cơ bản là nó bằng khoảng cái hạt đậu phụ hay là hạt một quả lạc, nếu các bạn nói theo tiếng miền Bắc đúng không, là hột hạt đậu phụ hoặc là quả lạc đấy, mà cái hạt nhỏ chứ không phải là nguyên cái trái, cái quả lạc là cái có khi nó là hai hay ba cái hạt trong đó rồi. Rồi thì khi mà lấy mẫu phân xong á thì cần xét nghiệm tối đa từ cái lúc mà lấy mẫu, từ cái lúc mà có phân lấy mẫu đó cho đến khi mà xét nghiệm thì càng sớm càng tốt, và tối đa khoảng 12 24 giờ thôi, không có để lâu nha các bạn. Nên thành ra là khi mà bản thân chúng ta, người nhà cần lấy mẫu thì chúng ta hiểu rõ được. Và thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta chỉ định cho bệnh nhân đó thì để có kết quả tốt nhất thì chúng ta cũng phải tính toán cái thời gian đó. Và khi lấy mẫu thì các bạn phải dặn dò giống như hôm trước, như trong bài Amit thầy cũng có trao đổi với các bạn đó, khi mà lấy mẫu thông thường là ví dụ như tối nay lấy đến sáng mai, sáng mai cái là người điều dưỡng đó mới đem cái mẫu đó về phòng xét nghiệm, rồi cái người ta giao ba, người ta làm gì đến chiều mai cái người ta mới xét nghiệm, như vậy là cũng hơn 24 giờ, có khi là hơn 24 giờ, thì những cái tác nhân mong muốn tìm có khi lúc đó mình không tìm được nữa. Cái mẫu nó đã thay đổi, một số cái sinh trùng thì nó chết hoặc là nó biến đổi. Riêng cái mẫu phân, các bạn nhớ riêng mẫu phân nghi ngờ nhiễm đơn bào, ví dụ như amip trong cái bài trước, trong cái bài amip thầy trao đổi với các bạn hôm trước đấy, thì cái mẫu đó nên càng sớm càng tốt, và tốt nhất là trong khoảng 30 phút từ khi mà người bệnh đại tiện ra phân cho đến khi mà xét nghiệm, thì tối đa là 2 giờ thôi, không có để lâu. Nếu để lâu nữa thì cái amip thì hoạt động nó ra ngoài nó chết nhanh lắm, không có thể tìm được. Rồi, để chủ động hơn về thời gian đó thì đối với một số cái mẫu thì người ta có thể dùng cái dung dịch cố định phân như là cái F2 AM, thì cái cụ thể đây là viết tắt của những cái hóa chất mà các bạn thấy ở đây như formol, phenol, ancol, sun methylene hay là MBF hay là PVA, các bạn thấy đây nhé. Rồi, đó là cái mẫu phân thứ hai là cái mẫu máu. Mẫu máu đó thì các bạn trong các bệnh lý ký sinh trùng thì nó có một cái mẫu để làm cái ký sinh trùng sốt rét đó. Thì ít bữa nữa các bạn sẽ học phần này, có lẽ cô Kim Chi sẽ hướng dẫn cho các bạn thường thực hành ở trong cái phòng thí nghiệm đó. Thì sẽ có cái tiêu bản máu để các bạn quan sát. Thì các bạn thấy cái mẫu máu mà làm cái sinh trùng sốt rét đó, thì người ta sẽ làm cái làn máu mỏng và cái giọt máu dài. Thì cái người ta có thể chích cái máu ở cái đầu ngón tay của mình các bạn, của bệnh nhân đấy, của người bệnh đấy, hoặc là người ta lấy máu tĩnh mạch. Nếu mà lấy máu ở đầu ngón tay đó thì phải đặt trên cái lam, phải dùng cái lam ngay, dùng cái lam ngay sau khi phải 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 làm cái lam máu liền, tức là nhỏ cái giọt máu lên rồi xong dùng một cái lam khác kéo cái giọt máu đó ra, người ta gọi thường gọi là kéo máu đó các bạn. Thì thầy có cái hình để cho các bạn đây, cái hình ở trên cái góc trên bên trái màn hình đây các bạn, đây cái lam này, ví dụ một giọt máu, các bạn có nhìn được cái các bạn có nhìn được thấy cái lam đó không, thầy chỉ cho màn hình các bạn thấy không, con trỏ các bạn thấy nhìn theo được không? Đã có À rồi, rồi ok các đã có bạn. Rồi đó. Rồi như vậy thì cái lam máu như thế này thì có thể lấy máu ở ngón tay, hoặc là máu mà máu tĩnh mạch ấy, thì rút vô trong cái siran, hoặc sau đó là nếu như cái máu đó được ở trong cái ống nghiệm rồi đó thì người ta sẽ dùng một cái pipette, người ta hút máu lên, người ta nhỏ một cái giọt vô đây. Hoặc là nếu mà lấy đầu ngón tay, có nghĩa là lấy tại đầu giường, tức là bên giường bệnh nhân luôn các bạn. Nếu mà lấy ngón tay của bệnh nhân thì thông thường là xét nghiệm tại giường, tức là người bệnh nội trú nằm ở đó, ví dụ người nhà các bạn có mường tượng người nhà của mình vô trong bệnh viện đó thì cần xét nghiệm mà cái sinh trùng sốt rét, mà cần lấy máu đầu ngón tay thì họ sẽ chích ngay tại cái đầu giường đó và nhỏ vô cái lam này, cái lam máu này, rồi sau đó dùng một cái lam khác kéo ra,
thì các bạn sẽ thấy có nghe một cái thuật ngữ các anh em đồng nghiệp đàn anh đàn chị của các bạn bữa nữa các bạn đi đi thực tập đấy, các bạn nghe nó là kéo máu, tức là ý nghĩa là kéo lấy cái lam này kéo ra tạo thành một cái màng ở trên cái bám ở trên cái bề mặt của cái lam này để soi cho cái đường vi các bạn nhé. Rồi rồi đó thì đó là máu ở cái máu để làm cái lam máu để tìm cái sinh trùng sốt rét đó, thì cái máu đầu ngón tay của máu tĩnh mạch thầy thầy trao đổi với các bạn rồi. Còn một cái nữa tức là người ta có thể lấy máu để người ta thu cái huyết thanh, cái huyết thanh là cái phần này đây các bạn, tức là sau khi cái tế bào máu cái hồng cầu các cái tế bào máu nó lắng xuống đây người ta ly tâm thì cái phần còn lại là cái huyết tương nha các bạn, thì người ta bỏ đi yếu tố đông máu thì nó là cái huyết thanh đấy. Thì nếu mà huyết thanh đó thì người ta phải dùng cái ống là không có chất chống đông, bảo quản trong ống nghiệm không có chất chống đông các bạn nhé. Rồi thì người ta lấy cái máu này mục đích là để cho cái phần nó đông ở dưới, rồi sau đó người ta lấy chỉ cần lấy cái phần huyết thanh thôi, huyết thanh đó người ta sẽ làm cái xét nghiệm miễn dịch, ví dụ như là đi tìm cái kháng thể kháng với lại cái sán lá gan chẳng hạn bạn nhé, hoặc là kháng với amip nhé. Rồi đó là cái phần mà phần lấy bệnh phẩm. Như vậy các bạn cơ bản là các bạn có hai cái bệnh phẩm thường để sử dụng để chẩn đoán trong cái bệnh nhiễm ký sinh trùng, đó là thứ nhất là cái mẫu phân và thứ hai là cái mẫu máu các bạn nhé. Mẫu máu thì đối với ký sinh trùng sốt rét thì người ta làm đặc biệt hơn, đó là nói ký sinh trùng sốt rét, chứ còn một số cái loại trùng khác ví dụ như cái một số loại trùng đơn bào ở những cái bệnh trùng trong máu đó, thì ở châu Phi đó thì người ta có thể dùng cái phương pháp giống như là sốt rét Leishmania này kia, thì người ta sẽ dùng cái làm máu giống như vậy để người ta soi các bạn nhé. Ở Việt Nam thì thông thường là chỉ làm cái đó để soi cái ký sinh trùng sốt rét thôi. Còn cái thứ hai nữa là cái thanh chẩn đoán thì người ta sẽ lấy máu rồi người ta tách thu thập với cái thanh để người ta làm cái xét nghiệm miễn dịch. Rồi đó là bệnh phẩm xong rồi thì bây giờ là cái kỹ thuật tìm cái ký sinh trùng. Thứ nhất là đối với cái mẫu bệnh phẩm là phân đó thì người ta sẽ dùng kỹ thuật nào? Tức là đối với cái mẫu phân thì mục tiêu là người ta phát hiện các cái loại trứng dung sáng và ấu trùng dung hoặc là dung trưởng thành. Một số trường hợp thì phát hiện được dung trưởng thành hoặc là sáng thì các bạn thông thường là các bạn đã sẽ bắt gặp những cái đốt sáng. Có thể là các bạn sẽ tìm được có thể hoạt động tế bào nang hoặc trứng nang của những đơn bào ký sinh ở cái đường ruột nha. Ví dụ như là cái amip hoặc là cái giardia đó, các bạn tìm được. Rồi các kỹ thuật xét nghiệm để tìm ký sinh trùng trong phân thì thông thường là người ta xét nghiệm phân trực tiếp. Đây là cái kỹ thuật thường dùng nhất. Rồi cái kỹ thuật này thì nó đơn giản, thông thường thì soi một phân tươi đơn giản, nhưng mà nó cần là càng sớm càng tốt đấy. Còn thứ hai nữa là cái người ta sử dụng cái kỹ thuật tập trung ký sinh trùng trong phân. Thứ ba là kỹ thuật một số kỹ thuật chuyên biệt cho một số loại ký sinh trùng. Kỹ thuật thứ tư là kỹ thuật xét nghiệm mẫu phân nhộm mẫu phân nhé. Và cuối cùng là cái phân cái này nó khác với lại cái tìm vi trùng các bạn, cái này là cái tìm ký sinh trùng. Rồi trước hết đầu tiên đó là cái về cái xét nghiệm phân trực tiếp hay là soi phân đó, thì người ta thường là chuẩn bị cái tiêu bản phân thì dùng một cái lượng nhỏ phân hòa tan trong cái nước muối hoặc là cái dung dịch lugol. Thì các bạn có thể tìm hiểu sau này các bạn, nếu một số bạn y các bạn đi cái ngành về y sinh về xét nghiệm đó thì các bạn ví dụ vi sinh hay ký sinh trùng bây giờ các bạn chưa mường tượng được thì các bạn nghĩ là cái ngành vi sinh ký sinh trùng là thường là kỹ thuật viên. Không phải, kỹ thuật viên thì họ có cái ngành học là kỹ thuật viên xét nghiệm y học, là cử nhân xét nghiệm y học. Còn ngành
dược thì các bạn sẽ không 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 đi theo hướng đó, nhưng mà đối với y đa khoa đó thì sau khi tốt nghiệp y đa khoa các bạn có thể chọn cái mảng cận lâm sàng, thì các bạn sau này có thể là bác sĩ cận lâm sàng, làm các cái công tác bác sĩ phụ trách các cái phòng xét nghiệm các bạn nhé. Chúng ta làm nhiệm vụ của chúng ta có khác so với lại cái người kỹ thuật viên, chúng ta chịu trách nhiệm cao hơn. Đấy. Thì nếu mà chúng ta thì chúng ta sẽ có thể phải thực hiện những cái kỹ thuật này trong cái vấn đề chẩn đoán phòng xét nghiệm. Rồi cái tiêu bản phân thì chú ý là cần dài vừa phải và không có bọt khí, tại vì cái bọt khí này là nó sẽ tạo ra cái việc đọc nó ra âm giả dương giả. Cái vừa đó các bạn sẽ đi các bạn đặt cái kính hiển vi ở dưới cái lam với kính hiển vi các bạn sẽ thấy những cái bã, nếu mà cái lam có mẫu phân thì các bạn sẽ thấy những cái bã rất là nhiều và những cái bọt khí nó rất là khó soi, nó gọi là xảo ảnh các bạn nhé, nó sẽ tạo lên cái nhầm lẫn ký sinh trùng với lại không phải sinh trùng. Rồi thông thường ấy thì người ta quan sát tìm cái ký sinh trùng thì ở cái vật kính hiển vi với vật kính là 10 thôi. Khi mà cần xem chi tiết hơn thì người ta chuyển sang cái vật kính 40 các bạn nhé. Rồi cái thứ hai là kỹ thuật tập trung ký sinh trùng trong phân. Thì người ta mục đích là người ta tách ký sinh trùng ra khỏi cái chất cặn bằng cái cách một á, hai cái thái cực với nhau, một là người ta làm nổi lên, làm nổi cái ký sinh trùng lên trên. Thứ hai người ta làm lắng cái ký sinh trùng xuống dưới. Tức là hai cái cách để làm sao cho nó tách ra với những cái phần còn lại, chất bã, cặn bã, những phần còn lại để người ta có thể soi được dễ dàng cái ký sinh trùng hơn. Đầu tiên á, là cái phương pháp làm nổi á, là nổi ký sinh trùng lên trên các bạn. Tức là người ta thường dùng cái nước muối bảo hòa bằng cái phương pháp Willis. Thì sau này các bạn có cái yêu thích cái công tác mà làm xét nghiệm này kia thì các bạn có thể tìm hiểu thêm Willis là gì, cái quy trình làm nha. Ở đây thầy chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Rồi thì cái sử dụng các phương pháp nước muối bảo hòa theo phương pháp Willis này thì nó sẽ làm cho cái sinh trùng nó nổi lên trên mặt nước, còn cái chất bã thì nó lắng xuống dưới đáy ống nghiệm. Như vậy khi chúng ta hút cái phần trên ra thì chúng ta có thể bắt được cái cơ hội, chúng ta sẽ quan sát được cái ký sinh trùng nó sẽ cao hơn nếu mà trong cái mẫu phân đó nó có ký sinh trùng. Và thứ hai là phương pháp làm lắng. Làm lắng thì thường người ta pha loãng cái mẫu phân với nước để lắng một cách tự nhiên. Pha loãng xong người ta để lắng một cách tự nhiên, hoặc là muốn nhanh đó thì người ta quay ly tâm. Ly tâm á, thì cái cặn lắng và cái ký sinh trùng thì nó bản chất nó vẫn nặng nên nó sẽ lắng xuống ở dưới đáy ống nghiệm, thì người ta vẫn tách ra một số cái chất cặn, cái chất bã ở trên, còn lại là cái cặn và ký sinh trùng thì người ta lấy cái phần dưới đó để người ta làm cái xét nghiệm, người ta quan sát cái kính hiển vi, nó gọi là phương pháp kỹ thuật tập trung ký sinh trùng các bạn nha. Rồi một số cái kỹ thuật chuyên biệt thì người ta có thể tách cái sinh trùng ra khỏi cái chất bã bằng cái kỹ thuật ví dụ như Graham hoặc là Pearman. Cái đây là nó dựa vào cái tính chất của một số loại ký sinh trùng, nó có cái tính chất về sinh học riêng, ví dụ như cái dung kim và trứng sáng giải đó rất ít khi các bạn tìm thấy ở trong phân, mà thông thường là nó đi ra và nó bám ở trong cái nếp nhăn, cái rìa hậu môn. Do đó đó thì kỹ thuật Graham á, là người ta dán cái băng dính hậu môn nhé, cái rìa hậu môn để thu thập cái trứng dung kim và cái trứng sáng giải ở cái nếp nhăn quanh hậu môn đó. Các bạn thấy đây là cái phương pháp người ta lấy cái muốn thu thập cơ hội thu thập tốt hơn cái dung kim và cái trứng sáng. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật Bierman. Kỹ thuật Bierman này thì người ta sử dụng cái lượng lớn phân thông qua cái hệ thống lọc có chứa chất ẩm, có chứa cái nước ấm, người ta lọc có nước ấm để người ta thu cái ấu trùng dung lương, tại vì ấu trùng dung lương nó thích cái nó có ấy tính cao, tức là nó ưa thích cái ấm và ẩm đó, do đó thì người ta lợi dụng cái tính chất này của dung lương để người ta sử dụng cái hệ thống lọc có chứa nước ấm này để người ta định hướng, người ta bắt được cái cơ hội bắt được ấu trùng dung lương cao hơn. Rồi kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật nhộm mẫu phân. Thì để mục đích là nhận dạng được cái đơn bào đường ruột, cái thông thường là sử dụng trong cái đơn bào đường ruột nó nhỏ hơn. Thì cái phương pháp nhuộm phổ biến là nhuộm trichrome,
nhuộm hematoxylin, nhuộm senescence. Cái phương pháp senescence cải tiến thì nó thường dùng để nhận dạng cái cristosporidium. Đơn bào này thì còn trao đổi với các bạn trong cái bài trước, chắc lâu quá các bạn không biết, các bạn còn nhớ không? Và ngoài cái cristosporidium thì người ta còn dùng để tìm một số cái trùng hoại tử đường ruột khác nhé. Thì cái phết nhuộm thì thông thường được quan sát dưới cái vật kính dầu, đơn bào thì được nó phóng đại 1.000 lần các bạn nhé. Vật kính dầu thì nó cao hơn 1.000 lần, còn đối với lại các cái vật kính đối với lại cái dung sáng đó thì thông thường người ta dùng cái vật kính nhỏ hơn, còn đối với lại cái mẫu đơn bào thì do cái kích thước của đơn bào nó rất nhỏ thì người ta phải phóng đại nó lên cao hơn. Rồi cái kỹ thuật cuối cùng đó là kỹ thuật cấy phân. Thì trong trường hợp mà người ta soi phân không 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 tìm thấy được những trường hợp mà cái lượng rất ít cái ký sinh trùng cái dung sáng đó hoặc là cái loại đơn bào khó phát hiện hoặc là người ta không định danh được rõ bằng các cái kỹ thuật nói trên, ví dụ như soi phân hay là nhuộm đó, thì người ta có một cái phương pháp là người ta cấy để tìm các ký sinh trùng này. Các bạn nhớ đây là cấy tìm ký sinh trùng, nó khác với là cấy tìm vi trùng các bạn nhé. Cấy ở đây là định hướng tìm cái ký sinh trùng có trong cái phân này thôi. Thì các kỹ thuật cấy phân thường dùng thì người ta dùng cái phương pháp cấy qua cái giấy lọc Hararamuri, hay là cái giấy lọc trong cái hộp Petri. Thì cái phần này chủ yếu là giới thiệu cho các bạn biết thôi, tức là nó có cái phương pháp này ở trên đời. Thì sau này chúng ta ví dụ cần thiết thì chúng ta sẽ cho chỉ định làm cái xét nghiệm mà cái phân tìm ký sinh trùng, thì chúng ta trao đổi với lại cái cụ thể ở các phòng xét nghiệm mà cái bệnh viện, cái sở y tế mà các bạn công tác ấy, là xem là ở đó người ta thực hiện được hay không, có cái sở thực hiện được, có cái sở không thực hiện được nha. Còn kỹ thuật chuyên sâu đó thì bên khối ngành kỹ thuật xét nghiệm y học thì họ chuyên sâu cái vấn đề tìm cái ký sinh trùng bằng cái phương pháp này. Rồi cái kỹ thuật xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng thì như trao đổi với các bạn trong cái slide một hai slide đầu tiên đấy, thì cần phải làm cái mẫu cái lam mà lằn máu mỏng và kể cả cái giọt máu dày. Thì cái lằn máu mỏng á thì nó có một cái ưu điểm á, là cái hồng cầu nó còn nguyên vẹn. Cái hồng cầu nó còn nguyên vẹn nên nó dễ nhận dạng được cái ký sinh trùng hơn. Ký sinh trùng nó ở trong hồng cầu mà. Nhưng mà nó dễ bị âm tính giả do cái lượng máu nó rất ít. Các bạn nhé, lượng máu nó ít quá thì cái số lượng ký sinh trùng nó sẽ ít. Nên chúng ta đọc chúng ta có thể bỏ sót nha. Thứ hai nữa là cái giọt máu dày. Giọt máu dày á thì nó tập trung, cái ưu điểm là tập trung nhiều ký sinh trùng hơn, cơ hội phát hiện ký sinh trùng nhiều hơn. Nhưng mà cái giọt máu dày này thì hồng cầu nó bị vỡ và nó khó nhận dạng cái sinh trùng hơn. Để xét nghiệm tìm cái sinh trùng sốt rét này thì người ta sẽ nhộn cái tiêu bản để quan sát. Thì người ta dùng viêm xa hoặc nhộn Bright. Ở Việt Nam thì thông thường người ta sử dụng cái phương pháp nhộn viêm xa. Cái quá trình nhộn và quan sát cái tiêu bản máu thì cần từ khoảng 30 phút đến khoảng 1 tiếng đồng hồ, tức là 30 đến 60 phút các bạn nhé. Thì nếu sau này các bạn có cho chỉ định làm cái xét nghiệm tìm cái sinh trùng sốt rét bằng các phương pháp là phết máu ngoại biên, là tức là cái lam máu này đó, để tìm cái sinh trùng sốt rét thì các bạn cũng phải biết cái thời gian để mà trao đổi với lại phòng xét nghiệm và chờ cái kết quả, chứ không phải là giống như là cái test nhanh là khoảng 15 phút có, còn cái này nó cần cái thời gian để người ta làm cái lam xong, người ta nhộm nhộm xong rồi thì người ta mới quan sát cái định vị, thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Cái cách mà soi cái lam này thì các bạn soi lam tìm cái sinh trùng sốt rét này thì trong cái phần thực hành của trong trong sau trong trong phần cái sinh trùng này đó thì các bạn sẽ được thực hành tại cái phòng thí nghiệm của khoa y dược sau Tết Nguyên Đán. Chắc các bạn sẽ được thực hành sớm đấy. Rồi cái kỹ thuật tiếp theo để tìm cái sinh trùng sốt rét
thì để chẩn đoán nhanh đó thì người ta còn có thể dùng cái loại kit, cái que hay là cái này các bạn thông thường là các bạn nếu các bạn đọc tài liệu thường gọi là cassette, thì cái này bạn thấy bên bên tay phải màn hình của các bạn này là cái que này, nó giống như là cái que thử của cái sốt xuất huyết nè, COVID, các bạn thấy nó quen rồi đúng không? Có thể trước khi COVID thì các bạn không thấy được nhiều cái hình ảnh này, nhưng mà COVID thì các bạn thấy, các bạn mường tượng ra được đây là cái que thử vi sinh trùng sốt rét. Thì nó có cái loại là một vi sinh trùng sốt rét, có loại thì hai loại vi sinh trùng sốt rét, nó tùy theo cái nơi cái dịch tễ ở địa phương nào đó mà cái nhà sản xuất họ sẽ cung cấp đến cái loại que để thử. Thông thường là phổ biến là PVPF, chắc các bạn cũng nhớ ha. PV là cái gì các bạn không biết, các bạn nhớ rõ không? PV là Plasmodium gì, các bạn nhớ không? Rồi tốt, Plasmodium. Còn PFM, PF là gì? Falciparum. Rồi, cảm ơn em. Rồi, tốt. Ký sinh trùng sốt rét thì nếu mà cảm ơn bạn vừa trả lời. Một số bạn thì không có nhớ được hết thì các bạn ôn lại bài nhé. Năm cái loại ký sinh trùng sốt rét đấy thì trong đó phổ biến là Plasmodium vivax và Plasmodium falciparum đấy. Thì thông thường cái que này người ta sẽ có cái thử như thế này. Cái này là các bạn làm được hết. Các bạn chỉ cần đọc qua đối với các bạn dược sĩ bác sĩ là các bạn sau này các bạn làm được hết. Nó rất là dễ làm, các bạn làm tại giường, tức là lấy cái có thể dọc máu ở đầu ngón tay bệnh nhân hoặc là hút cái máu tĩnh mạch xong các bạn nhỏ vô trong cái lỗ tròn này, đấy nó theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có nhà sản xuất thì nhỏ thêm với dung môi nhá, dung môi có nhà sản xuất thì không, nhỏ thêm dung môi rồi thì cái này nó sẽ theo nó thẩm thấu dần về đây thì các bạn sẽ thấy được cái hình ảnh C nó nổi lên trước, là tức là control thì chứng đấy thì nó phải nổi trước thì nó đảm bảo cái này nó có hoạt động. Sau đó nếu mà PV hoặc PF nó nổi lên, cái nào nổi lên thì tức là nhiễm cái loại cái sinh trùng đó, nó đơn giản vậy thôi. Cái que này thì nó dựa trên cái nguyên lý là nó phát hiện cái kháng nguyên của cái sinh trùng sốt rét trong cái mẫu máu mà chúng ta thử, thì cái kháng nguyên có thể là PLDH. Thì cái loại PLDH này thì nó có tất cả các loại ký sinh trùng sốt rét, thì nó biết được là cái này là có nhiễm ký sinh trùng sốt rét hay không. Còn cái thứ hai á, là cái loại đặc trưng cho cái Plasmodium falciparum đấy, tức là HRP2 nha các bạn. Các nhà sản xuất thì người ta dựa trên các cái nguyên lý này để người ta làm những cái kit thử ký sinh trùng sốt rét. Giá thông thường mà chúng ta mua cái này đó thì nếu mà chúng ta mua của nhà sản xuất thì nó khoảng từ khoảng 1,5 đô đến 2 đô la đó các bạn. Rồi cái xét nghiệm tiếp theo là xét nghiệm miễn dịch, thì như trao đổi với các bạn đấy, thì một số cái loại cái sinh trùng người ta không phát hiện được bằng cái soi trực tiếp đó, bằng cái bắt được trực tiếp cái hình ảnh trực tiếp đó, thì người ta sẽ có cái phương pháp gián tiếp. Ở đây là phát hiện cái kháng nguyên ở trong cái huyết thanh đấy. Cái phương pháp này đối với ký sinh trùng thì nó khó hơn, phát hiện kháng nguyên thì khó hơn. Ký sinh trùng nó phải có cái phát tán cái kháng nguyên vào ở trong cái tuần hoàn thì mới bắt được, thì nó rất là hiếm. Sẽ chỉ áp dụng cho một số cái trường hợp mà cái nó một số loại trùng nó có phát tán vào ở trong cái trong trong tuần hoàn, còn một số loại khác là trong mô trong ấy thì chúng ta không có bắt được cái kháng nguyên. Thì cái phương pháp này nó vẫn, nếu mà chúng ta làm ở dương tính thì nó có giá trị cao hơn đối với kháng thể, tuy nhiên đó thì nó khó hơn và người ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để phát triển các cái kỹ thuật mà phát hiện cái kháng nguyên của cái sinh trùng ở trong huyết thanh. Còn các kỹ thuật mà các bạn thấy ở đây, cái kỹ thuật ELISA tức là miễn dịch men gián tiếp nó phát hiện cái kháng thể đó, thì nó phổ biến hơn và nó đang dùng rất là nhiều ở trên lâm sàng. Cái ưu điểm của cái phương pháp này á, là có độ nhạy cao, nó rẻ tiền
dễ thao tác, tức là có cái máy miễn dịch thì ở nhiều nơi thì người ta làm được, các bệnh viện mà tuyến bệnh viện khu vực trở lên, tức tuyến huyện thì nó hơi khó, nhưng mà bệnh viện khu vực trở lên thì người ta bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực, bệnh viện thành phố thì người ta làm được tốt cái ELISA này. Cái nhược điểm thì nó cho kết quả gián tiếp và nó không có giá trị tuyệt đối. Nó có thể âm tính giả trong trường hợp mà mới bị nhiễm hoặc nhiễm quá lâu rồi, hoặc là nhiễm đường X ký sinh trùng, tức là nhiễm mới bị nhiễm hoặc nhiễm quá lâu thì cái mới bị nhiễm thì nó chưa sinh kháng thể, có thể chưa sinh kháng thể nếu mà rất mới. Thứ hai là nhiễm quá lâu thì kháng thể nó có thể nó đi giảm xuống. Và thứ ba là nó nhiễm đường X ký sinh trùng thì do cái cơ địa của mỗi người hệ miễn dịch thì có thể là cái miễn dịch người đó nó phản ứng nó ít hơn, đối lượng ký sinh trùng vẫn ít hơn, cái kháng thể nó ít hơn thì nó có thể tạo ra cái âm tính giả nha các bạn. Hoặc là có thể dương tính giả do cái phản ứng chéo. Ví dụ như các bạn để ý, các bạn thấy là cái người nhà của các bạn đấy, bản thân các bạn hoặc người nhà của các bạn có khi làm cái xét nghiệm mà tìm cái ký sinh trùng, tìm cái dung sáng đấy, làm cái huyết thanh chẩn đoán đấy, thì có khi làm ra hai ba cái loại dương tính đấy. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào lâm sàng, các bạn lớn hơn tí nữa các bạn thì các bạn sẽ biện luận được cái kết quả nào là khả năng cao hơn. Còn bây giờ thì các bạn vẫn chưa đủ cái khả năng để đọc được kết quả đó, nhưng mà các bạn hiểu rằng trong cái kết quả đó hai ba loại ký sinh trùng dương tính, ví dụ như là cái gnatostoma, tức là giun đầu gai, hoặc là trong đó là cái toxocaracanis, tức là cái giun đũa chó, hay là toxocaracati là giun đũa mèo. Thì nếu mà nó dương tính cả ba như vậy thì khả năng là một trong cơ thể có thể bị nhiễm một trong những cái loại giun đó thôi nhé. Thì do cái phản ứng chéo nên nó sẽ có một vài trong đó là dương tính giả, chứ ít khi nào nó nhiễm ba bốn hai loại giun trở lên cùng một lúc lắm các bạn nhé. Rồi tôi giải thích để cho các bạn hiểu thêm cái ứng dụng trong cái thực tế. Cái xét nghiệm miễn dịch tìm cái kháng thể này thì nó không thể thay thế hoàn toàn cái xét nghiệm soi trực tiếp được. Nếu mà có soi trực tiếp được cái dung lương hay gì thì nó vẫn tốt hơn rất là nhiều so với cái việc mà huyết thanh chẩn đoán có dung lương mà chúng ta vẫn nghi ngờ nhé. Rồi một cái kỹ thuật cuối cùng mà các bạn thấy là kỹ thuật sinh học phân tử, thì tức là người ta có thể dùng cái kỹ thuật PCR khuếch đại cái axit nucleic hoặc là giải trình tự gen. Thì cái này có độ chính xác thì đương nhiên là nó sẽ rất là cao rồi. Tuy nhiên đó là cái chi phí xét nghiệm nó rất là cao, và cái thứ hai nữa đó là nó cần cái hệ thống máy móc và cái người kỹ thuật làm kỹ thuật đó là lành nghề thì mới 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 làm được, thế nên nó gọi là cái nhóm kỹ thuật cao hơn đấy. Thì trong thực tế thì vẫn không được áp dụng ở trên lâm sàng, rất hiếm, đa phần là trong một số nghiên cứu thì người ta làm cái nghiên cứu thôi. Rồi tiếp theo là chọn các bệnh phẩm phù hợp để chẩn đoán cái bệnh ký sinh trùng. Thì cái bệnh phẩm để xác định được trực tiếp sự hiện diện của ký sinh trùng trong bệnh phẩm đó, thì đối với lại cái chúng ta có thể chọn cái mẫu phân đó, như cái phần này tóm tắt lại cái ý trao đổi của các bạn thôi, tức là để chẩn đoán cái ký sinh trùng ở đường ruột chúng ta chọn là cái mẫu, để mẫu bệnh phẩm là mẫu phân. Còn đối với lại để chẩn đoán nhiễm cái trùng roi Trichomonas vaginalis trong cái bài trước thầy có trao đổi với các bạn đó, thì phải dùng cái mẫu bệnh phẩm là huyết trắng ở nữ hoặc cái cặn lắng nước tiểu ở nam. Nếu mà cái người nam đó nghi ngờ thì người ta phải lấy nước tiểu xong đó, người ta phải quay ly tâm, người ta lấy cái cặn lắng các bạn nhé. Nữ thì nó rõ ràng hơn nha, cái huyết trắng người ta phết xong người ta sẽ soi được. Rồi đối với những cái sinh trùng sốt rét và một số đơn bào ở trong máu đó, thì người ta dùng cái dọc cái làn máu mỏng và dọc máu dày. Còn để xác định gián tiếp sự hiện diện của cái sinh trùng đó thì như trao đổi với các bạn trong cái slide trước đó, thì nếu mà trong trường hợp không thể xác định được trực tiếp cái sinh trùng đó thì người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật xét nghiệm xác định gián tiếp bằng cái phương pháp miễn dịch, và cái bệnh phẩm thường dùng đó là cái huyết thanh.
Rồi, đó là những cái mẫu bệnh phẩm trao đổi với các bạn, đó là cái mẫu bệnh phẩm thông thường và đối với những cái bệnh lý nhiễm ký sinh trùng thông thường. Còn nếu mà một số trường hợp hiếm có những cái bệnh lý ký sinh trùng nó vào ở trong nó gây ra cái viêm màng não, một số cái loại amip như trước đây các bạn, nếu các bạn sợ cái từ amip ăn não người rồi, thì các bạn có thể sợ thấy, tức là một số trường hợp ở Việt Nam trước đây cũng từng báo cáo một số trường hợp là viêm màng não do amip các bạn nhé. Thì amip nó đi vào trong cái màng não thì nó gây ra viêm ở hệ thống màng não não, thì để xét nghiệm thì cái mẫu bệnh phẩm sẽ là cái mẫu dịch đậu tủy các bạn nhé, mẫu dịch đậu tủy rồi người ta soi kính hiển vi người ta xác định được. Còn những trường hợp đặc biệt thì người ta có thể lấy cái dịch đậu tủy đó, người ta có thể làm cái PCR nhé. Cái đó là trường hợp hiếm hoi, trao đổi thêm để cho các bạn có cái thông tin. Rồi phần tiếp theo thì trao đổi với các bạn nhanh, tức là cái phần chính như hôm nay là phần về các cái giới thiệu cho các bạn về cái phần mà xét nghiệm chẩn đoán, thì nó liên quan trực tiếp đến cái phần của mình. Thứ hai là thầy giới thiệu cho các bạn một số cái thông tin gọi là ban đầu thôi. Cái này không phải là cái bài về điều trị các bạn nhé, mà là một số giới thiệu cho các bạn để cho các bạn học có một cách cách liên tục theo cái hình thức giống như cái module này. Các bạn học ra thì cái vi sinh vật đó là gì, cái ký sinh trùng đó là gì, thì cái chẩn đoán thế nào, thì hướng theo thì mình sẽ điều trị như thế nào, phòng ngừa như thế nào thôi. Thì cái phần này thì thầy sẽ trao đổi rất là ngắn thôi để cho các bạn có cái ý niệm về cái vấn đề này, để sau này các bạn tiếp cận cái vấn đề các bạn dược thì các bạn đọc những cái tài liệu về dược hoặc là vào chuyên ngành thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, các bạn có liên hệ được đấy. Còn các bạn bên y khoa thì sau này các bạn có thể có chỉ định được những cái thuốc này, khi mà bạn học và bạn sẽ học kỹ chi tiết từng cái bệnh lý, từng cái tác nhân điều trị và các bạn sẽ nhớ rõ hơn nhé. Rồi thì điều trị các cái ký sinh trùng, đặc về bệnh lý ký sinh trùng thì đối với ký sinh trùng sốt rét thì có những cái nhóm thuốc như sau, tức là thuốc ức chế chuyển hóa hem, thuốc ức chế vận chuyển electron, thuốc ức chế quá trình dịch mã, thuốc ức chế chuyển hóa axit folic. Cái nhóm ức chế chuyển hóa hem ấy, thì bao gồm các hợp chất có nguồn gốc từ quinolone và artemisinin như chloroquine, quinine, quinidine, metoclopramide, artemisinin nhé. Các bạn đọc, các bạn có thể các bạn sẽ đọc, các bạn sẽ quen được đấy. Đấy, các bạn nhớ giùm thầy những cái từ, thầy không có bắt buộc các bạn phải phải nhớ rõ từng cái loại thuốc đâu, tại vì nó không phải là cái phần yêu cầu nó quá sức đối với các bạn hiện tại, thì thầy chỉ giới thiệu để cho các bạn có ý niệm, thì các bạn có thể làm quen dần những cái tên thuốc. Chloroquine này các bạn là thuốc điều trị sốt rét này, artemisinin đó, các bạn nhớ được hai cái thuốc đó giùm thầy, là nhớ sơ cái tên đó. Rồi cái thuốc ức chế vận chuyển là Free-Marking, vận chuyển electron là Free-Marking các bạn nhé. Còn một số cái thuốc khác người ta dùng trong một số ít trường hợp, đây là những cái thuốc, hai cái nhóm trên là cái thuốc thường dùng các bạn nhé, tùy theo cái loại ký sinh trùng sốt rét mà người ta chọn. Ví dụ như Plasmodium falciparum mà cái thể nặng đó thì người ta dùng cái artemisinin, rồi vi vắt thì người ta dùng cái loại nào đó, thì các bạn sau này các bạn sẽ học trong cái bài về cái đối với bằng dược thì học cái dược lâm sàng, các bạn sẽ có thể học cái phần này. Và cái phần dược lý thì các bạn sẽ đầu tư sau, là cái thuốc này là nó tác dụng, cơ chế tác dụng cái ký sinh trùng như thế nào, đối với đơn bào như thế nào, đối với lại cái ký sinh trùng đa bào chứ chung sáng thì như thế nào, thì có thể các bạn sẽ được học vào năm 3, năm 4 nhé. Còn đối với bạn y khoa thì từ 5 năm thì các bạn sẽ học kỹ cái vấn đề này, đó là điều trị cái bệnh nhân sốt rét thì điều trị như thế nào nhé. Rồi cái nhóm ức chế dịch mã như là doxycycline, tetracycline, clindamycin, nhóm ức chế chuyển hóa axit folic như là sonadoxin, pyrimethamine, thì cái này các bạn biết thêm thôi. Còn các bạn học hết hôm nay các bạn nhớ được cái thuốc sốt rét cho thầy mà chloroquine, artemisinin và Free-Marking là tốt quá rồi nha. Đây là cái hình ảnh của một bệnh nhân là sốt rét ác tính các bạn nhé. Sau này thì trong chương trình năm thứ năm của các bạn y khoa đã học về bệnh học về sốt rét đó, thì có dịp thầy và các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Đây là thì sốt rét ác tính thể gan mặt rất là nặng.
Rồi cái thuốc điều trị amip thì thông thường các bạn cái tên này các bạn có nghĩ có thể là các bạn sẽ các bạn đã từng nghe, một số bạn đã từng nghe, rồi nếu chưa thì các bạn sẽ cũng rất dễ làm quen metronidazole, tinidazole, có thể là bản thân các bạn đã từng dùng một lúc nào đó. Metronidazole thì có tác dụng kháng cái ethamoid epa histolytica thì tư dưỡng ở mô, nhưng là ít tác dụng trên cái amip ở lòng ruột các bạn. Cái đơn bào ký sinh và ngoài cái amip ethamoid epa histolytica thì cái metronidazole nó cũng có tác dụng đối với một số cái đơn bào ký sinh khác như là Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis và một số vi khuẩn ký thủy. Nếu mà nói ký sinh trùng không thì nó là tác dụng đến những cái đơn bào như là amip nè, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis các bạn nhé. Còn cái tinidazole thì nó tác dụng về cái cơ chế cho đến hiện tại đây thì cái cơ chế vẫn chưa được biết một cách rõ ràng. Tuy nhiên đó thì cái tác nó có tác dụng, người ta thấy rằng nó có tác dụng trên amip và một số đơn bào khác như Giardia lamblia và Trichomonas vaginalis tương tự như là metronidazole. Đây thì những cái thuốc này thì người ta có thể sử dụng khi mà cái nhiễm amip gây ra cái áp xe gan do amip, các bạn thấy nè, ví dụ như trong cái hình ảnh đây, đây là cái ổ áp xe gan do amip, thì những trường hợp xác định như vậy thì người ta sẽ sử dụng những cái thuốc này để điều trị, nó thâm tốt vào trong cái mô và nó tiêu diệt được cái amip ở trong cái ổ áp xe này. Rồi cái thuốc điều trị giun sáng thì thuốc điều trị giun sáng thì người ta sử dụng nó có nhiều loại lắm, sau này các bạn sẽ học kỹ hơn, bây giờ thì giới thiệu cho các bạn thôi. Thuốc kháng giun sáng thì nó có mục tiêu là giết chết hoặc trực tiếp làm tổn thương cái loại giun sáng, hoặc là nó gây liệt giun sáng, sau đó phân nó sẽ đẩy cái giun sáng đó ra ngoài, hoặc là nó phá vỡ cái biểu bì của giun, từ đó là kích hoạt hệ miễn dịch của cái ký chủ. Tức là cái giun nó có một số cái là nó có cái biểu bì, nó làm trơ đối với hệ miễn dịch, thì lúc đó cơ thể chúng ta không có nhận ra. Còn khi mà cái thuốc này nó vào nó gây tổn thương cái biểu bì, sau đó nó lộ những cái kháng nguyên đó, thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó tiếp xúc rõ ràng hơn, nó nhận ra đây là cái vật lạ, thì nó có sẽ có những cái cơ chế phản ứng để nó sinh ra cái gọi là những cái kháng thể có thể sẽ giúp ích trong cái vấn đề là loại trừ cái ký sinh trùng nha, loại trừ cái giun sáng này. Tuy nhiên cái khả năng này thì nó thấp, chủ yếu là các bạn thấy giun sáng chủ yếu là hoặc là giết chết trực tiếp, hoặc là cái gây liệt giun sáng, hoặc tác động vào quá trình chuyển hóa của giun sáng, rồi sau đó là giun sáng thì từ 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 ruột nó mới đi dần ra ngoài. Thì đây là một số cái loại thuốc kháng giun sáng. Thì các bạn thấy cái Fugaca, cái Mebendazole đó các bạn thấy, các bạn đã có thể các bạn một số bạn dùng định kỳ, hoặc là các bạn thấy quảng cáo là trong các chương trình mà gọi là tẩy giun học đường thì người ta vẫn dùng các bạn, ví dụ như Mebendazole trong cái nhóm mà Benzimidazole. Thì ngoài cái Mebendazole thì còn Tiabendazole rồi Albendazole nữa đó, rồi cái một số thuốc khác như là Pirantel. Rồi cái thuốc này các bạn thấy nó rất là phổ biến và gần đây nó trở nên nổi tiếng, đặc biệt là đầu năm 20 đó, là cái Ivermectin. Cái cơ bản cái thuốc này là thuốc điều trị cái tốt cái giun sáng các bạn nhé, nhưng mà một số nhà nghiên cứu và một số nơi trên thế giới thì người ta ban đầu người ta thấy rằng cái thuốc này nó có tác dụng đối với lại cái virus SARS-CoV-2 ở trong cái phòng thí nghiệm, tức là người ta cho cái thuốc này người ta thử trong phòng thí nghiệm thì người ta thấy là nó gây ra bắt hoạt được cái virus. Tuy nhiên đã thử nghiệm trên người á, thì người ta ban đầu thì người ta rất là kỳ vọng. Tuy nhiên đó là nhiều cái kết quả nghiên cứu sau đó, có những cái nghiên cứu thì vì lý do nào đó thì người ta thấy, người ta nói rất rõ là nó có cái tác dụng tốt. Tuy nhiên đó thì nhiều trường hợp thì chứng minh ra, nhiều cái nghiên cứu sau đó thì chứng minh là cái thuốc Ivermectin này nó không có tác dụng gì đối với lại cái virus SARS-CoV-2 ở trên bệnh nhân nhiễm trên bệnh nhân COVID-19 cả các bạn nhé. Rồi giới thiệu cho các bạn một số cái loại thuốc như vậy để cho các bạn có cái ý niệm thôi, sau này các bạn học thì các bạn sẽ kỹ hơn. Rồi cuối cùng là về cái phòng bệnh nhiễm ký sinh trùng, thì cái vaccine ấy, thì hiện tại đó thì cái vaccine đối với lại cái ký sinh trùng sốt rét là đang rất là tiềm năng và có khả năng là sẽ thành hiện thực sớm nha các bạn. Đang đang được áp dụng một số nơi ở châu Phi thử nghiệm giai đoạn cuối đó.
rồi một số cái loại cái nhưng mà đối với lại các loại cái sinh trùng khác thì hiện tại nó vẫn chưa có cái loại vaccine nào cả, ngoại trừ cái sốt rét ngoài nhé. Người ta vẫn đang cố gắng để tìm cái vaccine trong trong tương lai, hy vọng là sau Covid-19 thì cái tiến bộ về việc phát triển vaccine nó sẽ tốt hơn, thì người ta có thể áp dụng được để cho một số cái loại ký sinh trùng, ít nhất là một số cái đơn bào. Đa bào thì hơi khó, nhưng mà đơn bào có thể người ta sẽ có cái vaccine được. Ví dụ sau này có vaccine do amip và có vaccine cho Trichomonas vaccine lưới, ví dụ vậy thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên cái quá trình đó nó còn rất là lâu dài và khó khăn. Rồi như vậy cái vaccine thì cho đến thời điểm hiện tại thì chưa áp dụng được trên thực tế đối với lại các cái ký sinh trùng, các bệnh lý do ký sinh trùng. Do đó thì người ta phòng bệnh chủ yếu dựa vào chiến lược là tránh tiếp xúc với tác nhân gây bệnh thôi, tức là không muốn mắc nó thì tránh xa nó thôi, giống như Covid-19 đấy, các bạn không muốn mắc thì các bạn cách ly ở một mình đấy, đúng không? Các bạn không có tiếp xúc với ai hết thì không 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 lây thôi. Nhưng mà trong thế giới đã chứng minh cho đến thời điểm hiện tại thì không thể là cách ly được lâu dài được. Rồi đối với là cái biện pháp mà tránh tiếp xúc đối với cái sinh trùng đó thì có thể là để chúng ta phải xử lý phân hợp vệ sinh, nấu 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 chín thức ăn, cung cấp cái nước sạch đó. Rồi các cái biện pháp phòng bệnh an toàn khác, ví dụ như là cần phải loại bỏ cái ổ rác, tại vì mèo nó có thể làm những cái chất cái ổ rác, nó thích cái rác của nó, tạo thành cái những cái ổ của nó, thì cái rác và cái phân mèo có thể nó sẽ nhiễm cái toxoplasma các bạn nhé, cái trùng toxoplasma, thì cái này nó có thể nhiễm vào trong cái thức ăn nước uống, và cái người ăn uống vào có thể bị nhiễm cái đơn bào này, thì đây là cái gây ra cái không biết các bạn còn nhớ không, như trong cái phần trước về đơn bào thì có trao đổi với các bạn đó. Đây là tác nhân gây ra cái tổn thương não, đây là cái bệnh một bệnh nhiễm trùng cơ hội thường ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch như là HIV ở giai đoạn S các bạn nhé. Rồi nếu mà ở những cái vùng mà có sáng máng lưu hành đó thì không nên bơi trên cái hồ sông suối ở khu vực đó. Hoặc là ở những cái vùng mà có nhiều cái có giun móc thì không nên đi chân trần, hoặc là tiếp xúc da dưới đất, ví dụ nằm ngồi những cái đất đó. Nếu mà cái người mà công nhân nông trường hoặc là nông dân mà làm việc trên những cái khu đất đó thì nên mang ủng, nên là tránh cái da tiếp xúc trực tiếp. Còn các bạn biết là nông dân của chúng ta hoặc là công nhân nông trường đấy thì thông thường họ họ thích đi chân đất hơn. Thì đây là cái biện pháp mà để tránh cái nhiễm cái giun móc ở cái vùng đất, ở những cái nơi khu vực mà có giun móc nhiều, thì chúng ta phải có cái thông tin về giáo dục và sức khỏe cộng đồng để cho người dân người ta hiểu, để người ta thực hiện, để nó tránh được cái bệnh ký sinh trùng này. Còn đối với bệnh sốt rét và những cái bệnh do vector thì các bạn biết là sốt rét là do muỗi Anopheles, thì chúng ta làm sao để tránh cái muỗi đốt thì chúng ta không có bị sốt rét, thế thôi. Thì cái này là chủ yếu chúng ta tránh vector, thì chúng ta mặc cái áo dài tay và quần dài, hoặc là người ta sử dụng cái hóa chất như là để dietin toluamid, nó có cái chất xua đuổi cái côn trùng người ta bôi vào da, hoặc là dùng cái permethrin xịt vào cái quần áo, cái màng tổng, để người ta ngủ mùng đó, cái màng hay là cái mùng đấy, để người ta ngủ thì người ta tắm xung quanh đó thì muỗi nó sẽ xua được cái muỗi này nó đi xa, muỗi và một số cái côn trùng khác đấy, thì nó tránh cái muỗi đó là vậy. Còn đối với những người mà sống ở những cái vùng mà không phải sốt rét mà đi du lịch tới vùng sốt rét, một nguy cơ rất cao, ví dụ như bản thân chúng ta mà đi vào vùng cái vùng mà vụ đốt á, ở Bình Phước á, hoặc là một số cái vùng mà có dịch tễ sốt rét lưu hành cao đó, chúng ta không phải từ cái vùng 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 dịch sốt rét đó, thì chúng ta nên sử dụng cái thuốc dự phòng như là doxycycline. Thì sau này ở trong cái bài mà về cái sốt rét thì chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn với các bạn.
Rồi đối với lại cái một số cái lưu ý khác theo cái đặc điểm địa phương, ví dụ như khách du lịch đến vùng cái ở vùng nông thôn Mỹ Latin thì không nên ngủ ở cái nhà xây gạch không nung, tại vì nó có các con bò nhỏ nó truyền bệnh Sagas trong các lần trước thì chúng ta trao đổi rồi. Còn ở châu Phi đó, thì chúng ta nên tránh mặc cái quần áo sáng màu, chỉ nên nên mặc cái quần áo dài tay và cái quần dài. Để tránh cái nhiễm cái ruồi cancer. Trong cái bài trước thì thầy có trao đổi với các bạn rồi, trong cái bài ruồi chứ. Thì tại vì cái này nó đốt thì có nguy cơ nó truyền cái tác nhân này ra bệnh ngủ ở châu Phi trong cái bài trước đó. Rồi, bài giảng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đã làm việc trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi, cảm ơn các bạn. Không biết các bạn có